Chào mừng quý vị khán giả, quý bà con, cô bác. Chúng ta đang đến với Làng Hài Mở Hội, một sân chơi vui nhộn, hấp dẫn và lý thú với 6 đội chơi, 6 màu sắc khác nhau. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Z Theater phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Trong tuần vừa qua, với chủ đề Người Kể Chuyện Tình thì đội Ngẫu Nhiên ngay tuần trước lọt vào vòng nguy hiểm đã xuất sắc đột phá và giành lấy giải nhất tuần và được rất nhiều sự quan tâm yêu thích của quý vị khán giả. Vậy thì chúng ta hãy xem trong tuần vừa qua đội nào được khán giả bình chọn nhiều nhất, cũng như cùng chúng tôi tìm ra khán giả may mắn. Xin chúc mừng đội Ngẫu Nhiên đã được khán giả bình chọn nhiều nhất trong tuần qua. Xin chúc mừng khán giả may mắn được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Hãy nhanh tay truy cập vào Zalo, tìm kiếm từ khóa Làng Hài Mở Hội và bình chọn cho đội chơi mà mình yêu thích. Giải thưởng may mắn 5 triệu đồng mỗi tuần đang chờ đón quý khán giả. Tổng đài của chúng tôi sẽ được mở ra từ lúc này và đóng lại vào lúc 12 giờ trưa thứ hai tuần sau. Với chủ đề đêm nay, chuyện hài hỏng hót sẽ là những câu chuyện nóng bỏng, thời sự, sôi động sẽ được đem ra bàn luận, chia sẻ và mổ xẻ trong chương trình đêm nay. Trưởng làng Đình Toàn chào đón hai vị khách mời quen thuộc của chúng ta, bà Sáu Hương. Đã có bà Sáu Hương thì chắc chắn phải có ông Bãi Nghĩa. Bà Sáu thì thôi được, bà chen vô giữa đi, nó phối màu lại cho được đi ha. Cân bằng rồi đó. Hai ông bà tới đây có biết là ở làng mình nè, bây giờ cái chuyện gì là nó đang nóng bỏng, nó đang sôi sục, nó thời sự nhất không? Bà Sáu Hương có biết chuyện gì không? Chuyện ở sớm mình bây giờ nó nóng hừng hực kia kìa. Chuyện gì? Chuyện gì? Trời ơi, đồn quá trời đồn luôn. Trời không, chuyện gì? Đồn là tôi sắp giật giải hoa hậu. Rồi ông thấy chuyện gì không? Hóng hớt, nghe ngóng khắp mọi nơi. Yeah. Biết được là trong làng mình thời gian gần đây là nóng cái chuyện kẹt xe. Sao vậy? Kẹt xe, xe bò, xe trâu, xe gà, xe dê, xe ngựa cái gì đó mà đi ào ạt mà không có mà luật lệ giao thông gì hết trơn. Trời ơi, cái vấn đề quan trọng bây giờ là mình phải đặt ra là trong cái làng mình đi đứng làm sao cho nó trật tự, nó an toàn giao thông, để bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người. Đúng rồi đó. Đó là cái vấn đề nóng của làng ta bây giờ. Đây, sau cái vụ này đi, trưởng làng quyết định từ nay trong làng đi bộ với đi gối hết. Hả? Không lẽ giờ tôi bà phải đi gối từ đây về đó? Đúng rồi đó. Về đi. Ai mà đi vậy? Đi từ đây về đó đau gối lắm. Dành cho những người nào có quyền chức thì người ta đi bộ. Không có chức thì đi gói. Ông bà có quyền chức không? Có chứ, trời ơi. Chứ tôi là ban giám khảo của cái làng này mà. Rồi bây giờ đi bộ phải không? Rồi đi bộ coi. 2, 3. Ủa đi bộ về hả? Đó. Chú giải quyết mà. Vẫn còn một chuyện đang rất nóng, đó là tôi mời một khách mời đặc biệt tới làng chúng ta. Hãy cùng chúng tôi chào đón nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam. Lâu gặp quá trời. Về làng chú thấy sao chú? Vui quá. Dạ. Có điều là tụi con mới xây dựng mới cho nên nhiều khi khắp khiển đi xém té chút ha. Bởi vì dạ, nó còn ổ gà nhiều quá. Dạ. Chú ơi, ngày nay chú tới làng, nãy giờ đi một dạo một vòng quanh làng, chú thấy có vấn đề gì nóng bỏng bây giờ ở trong làng mình không? Nóng lòng qua đây sớm đặng coi Làng Hài Mở Hội các em các cháu nó diễn hài như thế nào. Vậy thì sẽ không làm mất thời giờ của chú nữa. Bây giờ con mời chú bước vào một chỗ cũng rất nóng, đó là ghế nóng kế bên bà Sáu và ông Bảy làng mình. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam. Cảm ơn nha. Và đó sẽ là ba vị giám khảo đêm nay của chúng tôi. Đầu tiên, nghệ sĩ Đại Nghĩa. Bà Sáu xinh đẹp, nghệ sĩ Việt Hương. Giám khảo khách mời đêm nay, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam. Và chúng ta không quên nhắc đến 100 vị khán giả đêm nay, họ cũng sẽ tham gia bình chọn cho các đội chơi mà mỗi lượt thích của họ sẽ tương đương với 0,1 điểm. 100 vị giám khảo, chúng ta có 10 điểm tương đương với một giám khảo chính. Và đây là 100 gương mặt thật đẹp đêm nay.